Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Gấu Bông MT. Hôm nay thì tôi lại hữu duyên tôi xem chỉ tay và tôi mượn bàn tay của một bạn mà bạn ấy đã nói là quá tam ba bận thì bạn ấy đã gửi mấy lần rồi mà tôi chưa xem, thì hôm nay thì tôi sẽ xem cho bạn. Hôm nay thì tôi sẽ không lướt qua phần tử vi mà tôi xem tay luôn. Xem tay luôn để cho các bạn có thể là thấy được cái bàn tay của bạn ấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu sắc bàn tay của bạn thì cũng khá là hồng hào. Đây, nếu như mà nhìn toàn bộ bàn tay bạn ấy gửi bằng hình ảnh nó hơi ngược đó, nhưng mà đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái ngón tay của bạn ấy. Nếu như bạn ấy không chụm hết, nhưng mà tôi tin là chụm hết đây, nhưng bàn tay bạn ấy chụm hết thì ngón tay khá hốc hếch. Cái này chứng tỏ là hoang phí đó nha, là cái người cũng tiêu hoang này này. Không có chịu chắt chiu nhiều đâu mà ăn tiêu cũng hoang này, thoáng này, đó. Nhưng cũng thể hiện với cái bàn tay này, thể hiện một điều đấy là bạn cũng nhanh nhẹn và ứng biến cuộc sống nhanh, câu nói lời văn lời nói tốt, giao tiếp tốt, cũng được nhiều người yêu thương quý mến đó. Với cái bàn tay này tôi nhìn thấy cái điều như thế. Nhưng mà với cái bàn tay này, nếu mà tôi nói về sự nghiệp trước đi, tôi nói về sự nghiệp thì với bạn sự nghiệp thì phải chịu khó, phải 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 làm, phải chịu khó, không phải chịu khó thì mới làm nên được việc đó. Phải đi làm thuê thì cũng nên là phải chịu khó, chịu thương, chịu khó, chịu vất vả. Thì sẽ làm nên được sự nghiệp nhé. Cuộc sống sau này khá ổn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ba cái đường chỉ tay như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ba cái đường chỉ tay như thế này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đây, tôi chỉ rõ cho các bạn xem này. Đây nữa này. Và một cái đường ở trên này xuống. Đó. Nếu như bạn có cái đường như thế này thì nếu như cái đường này nó kéo hẳn xuống dưới này thì nó sẽ đẹp hơn này. Đó, nhưng mà nó đang hình thành rồi. Nó đang hình thành thì bạn có ba cái đường chỉ tay này thì bạn nên làm kinh doanh. Đầu tiên thì bạn nên làm kinh doanh thì nó sẽ tốt hơn. Nếu bạn đang làm cái công việc liên quan đến kỹ thuật hay là liên quan đến làm văn phòng hay làm cái gì đó thì nên chuyển sang kinh doanh, sẽ có lộc ngay. Nhưng mà nhớ là năng tích đức làm việc thiện giúp tôi nhé. Năng tích đức, năng báo hiếu cha mẹ đấy, đặc biệt là năng báo hiếu cha mẹ, còn cha còn mẹ, năng báo hiếu cha mẹ thì mình sẽ cực kỳ có lộc luôn, cực kỳ có lộc luôn. Đó, mà nói chung là công việc sẽ dễ dàng lắm và sẽ thuận lợi lắm, mà mình làm một cái việc gì nó rất dễ dàng, ra đường được rất là nhiều người yêu mến, quý mến, giúp đỡ đó. Và công việc của mình thì có tiền nhưng lại không quá vất vả đó, rất là vô tư, vui sống mà không có vất vả đó. Đó là đường công danh sự nghiệp. Cuộc sống khá, nếu mà nói là giàu nhiều thì không, nhưng mà có nhà có cửa, có xe cộ, có nhà cửa, ổn, cuộc sống ổn đây này. Và cái ngày sinh của bạn thì nó lại không rõ lắm nên tôi cũng không dám nói nhiều. Nhưng mà vấn đề là nếu như mà có thể thì bạn cũng không nên mở riêng một cái gì đó, mà nên là có thể là làm ổn định trong một cái cơ quan nào đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, nó sẽ hợp lý hơn và mình phát triển bản thân. Nhưng nên làm bên mảng kinh doanh. Làm bên mảng kinh doanh rất có lộc đây này. Các bạn bạn nào mà có cái đường chỉ tay như này, các bạn nhìn này. Năng tích đức, năng làm việc thiện giúp tôi thì cực kỳ có lộc luôn. Cuộc sống rất dễ dàng luôn. Và có thể là thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc sống rất nhiều. Không biết hiện giờ là bạn đang công việc, đang làm gì rồi, nhưng mà nếu chưa làm kinh doanh thì nên chuyển sang kinh doanh. Đó. Và nếu như mà kinh doanh rồi mà chưa thấy có lộc thì năng tích đức, năng làm việc thiện giúp tôi, đặc biệt là năng báo hiếu cha mẹ nhé. Năng báo hiếu cha, năng báo hiếu mẹ, còn cha còn mẹ, năng báo hiếu cha mẹ thì mới có lộc, còn không thì không có lộc đâu. Đó. Sức khỏe thì cũng không phải là khỏe lắm đâu, bình thường thôi. Đây này. Bạn thì thoáng, bạn thì đây. Bạn thì thoáng lắm, chi tiêu thoáng, nhanh nhẹn, hoạt bát. Nói chung là có lộc lắm, đi ra đường dễ, giao tiếp bạn bè, anh em, nhiều người quý mến này, khách hàng nhìn thấy thôi, mình cái cách giao tiếp của mình thôi là dễ dàng ký kết làm việc, công ăn việc làm, ký kết hợp đồng dễ lắm đây này đấy. Nếu mà bạn chưa làm ở kinh doanh thì nên chuyển sang kinh doanh nhé, nên chuyển sang kinh doanh sẽ sớm có nhà có cửa, sẽ sớm có xe có cộ, cuộc sống ổn định tốt.
Giàu quá thì tôi không dám nói, nhưng cuộc sống khá ổn. Đấy, chăm sóc thêm một tí về sức khỏe. À, chăm sóc thêm một chút sức khỏe nhé, chứ không phải là không không phải khỏe lắm đâu, cũng không phải là khỏe nhiều lắm đâu. Đó. Thì đấy là về cái bàn tay này. Và đường tình duyên đi. À, cái đường tình duyên. À, bạn thì có muốn tôi xem thêm về đường tình duyên. Tình duyên của bạn thì xấu. Tình duyên của bạn thế này là xấu. Đây các bạn nhìn thấy đường tình duyên này. Tình duyên các xéo rất nhiều, ngoài ra nó có cái đường trên này. Có cái đường trên này thì là có lộc kinh doanh, buôn bán. À, được người yêu, người thương, người mến khi ra đường, nhưng lại vấn đề lại không có tốt trong vấn đề tình cảm. Không tốt trong vấn đề tình cảm. Một là dễ hôn nhân muộn. Hai là nếu như hôn nhân không muộn thì lại dễ gặp vấn đề, đấy là các bạn hay khổ tâm. À, có được người chồng người vợ, đây như bạn là có người vợ không theo ý mình, không hợp nhau. À, về chuyện tình cảm không hợp, à, bạn dễ dẫn đến là có những cái suy nghĩ cũng khá khổ tâm. Nhanh nhẹn hoạt bát, cũng là cái người được ra đường rất nhiều người thương mến ấy, nhưng mà vấn đề tình cảm lại lại không tốt. Là người vợ của mình không hợp ý mình, hai vợ chồng không hòa hợp lắm, không hòa hợp lắm. Tính cách mỗi người một hướng, khó hòa hợp. Với những cái trường hợp như này cũng rất là dễ ly hôn đấy, nhưng nếu như mà một người mà không không nún đi thì rất là dễ về ly hôn. Tại vì sao? Tình cảm rất là chán luôn, về trong cái tâm trí. À, có thể là bề ngoài cũng không phải xô xát gì lắm, nhưng trong cái tâm hồn mình nó không có cái sự đồng điệu. À, một người thì rất thích tình cảm, nhưng một người thì lại lạnh nhạt. Đó, nó là như thế, nó là như thế sẽ khiến cho ví dụ như một người thì rất thích là ra đường đưa đi chơi đi bời, hay là nhưng mà một người thì lại không thích ví dụ thế chẳng hạn. Đó, nó cứ trái ngược nhau, nó cứ trái ngược về chuyện trong cái cuộc sống, về chuyện tình cảm. Một người thì lạnh nhạt, một người thì lại rất là thích tình cảm, thích quan tâm chăm sóc, thích yêu thương. À, rất là khổ tâm. Đây, nếu mà có như này, nếu mà chuyện tình duyên thì kể cả như là bạn mà chưa kết hôn thì chuyện tình cảm nó cũng không có được thuận lợi lắm. Không thuận lợi. Không thuận lợi theo ý mình, không thuận lợi theo ý mình nhá. Đấy, đấy là cái người có đường tình duyên tình cảm này. Đó, nếu như một người nhịn thì sẽ không có vấn đề đổ vỡ gia đình đâu. Nhưng mà cuộc sống không viên mãn, không hạnh phúc kể cả sau này. Đó, kể cả sau này nhá. Thế tôi nói thế để cho bạn bạn xác định. Bạn xác định về vấn đề tình cảm. Có lộc kể cả rất là nhiều gia đình chứ, cực kỳ nhiều tiền, nhưng mà chuyện tình cảm cũng chẳng đâu đâu cả. Chứ cũng không phải là những cái gia đình mà cứ không có tiền thì tình cảm mới trục trặc, không phải thế. Nó chỉ là một phần thôi. Đó, có những gia đình rất là yêu thương nhau nhưng mà tiền thì cũng chẳng có đâu. À, nhưng mà nói chung cuộc sống cũng vẫn là yêu thương nhau và vun đắp tình cảm. Bạn thì có lộc làm ăn, có lộc làm ăn, có lộc buôn lộc bán. Đó, nên làm mảng kinh doanh thì là tốt. Đó, bàn tay này cũng hồng hào. Đó, con người nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh, nhanh nhẹn. Ừ, bạn bè yêu quý. À, khách hàng cũng yêu quý luôn, dễ dàng để cái giao kết hợp đồng, rồi nói chung là mọi thứ nó cứ đưa đẩy đến với mình thôi, gần như nó dễ dàng. Đó, chưa làm kinh doanh nên chuyển sang kinh doanh. Đó, nhưng nhớ báo hiếu cha mẹ, càng báo hiếu cha mẹ càng có lộc, càng năng tích đức, năng làm việc thiện, năng giúp người càng có lộc, còn nếu không thì cũng không có gì đâu nhá. Nhớ điều này giúp tôi, nếu tin thì nghe theo tôi, còn không thì tùy bạn thôi. Đó, thì đó là tôi chia sẻ với bàn tay này. Thì chúc bạn có nhiều điều may mắn, nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của Gấu Bông MT. Và các bạn nếu muốn xem chỉ tay thì gửi email cho tôi, đừng nhắn tin Zalo, đừng gọi Zalo nhé, giúp tôi điều đó. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.